anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. Mười năm lạc loài phải không em? Mười năm đợi chờ chiếu trong tim ta, trong vòng thân ta, trong vòng ân mang tuổi hoa niên làm tiếp lưu đây. Bóng ta ngã trên lưng đồi cỏ non, gió hiền thoáng vi vu ngàn lau xanh. Ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới, bên lũy tre xanh ngả nghiêng hàng dưa, và đây là dòng sông ta thương mến soi bóng chung đôi những ngày âu thơ. Anh sẽ rơi vùng mây tâm tôi, anh sẽ đưa em đi về về lối chân hiền. Còn ai đợi chờ nữa không em? Còn ai giận hờn nữa không anh? Tôi hãy theo anh bên lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng dắt nhau. Chào đón tất cả quý vị và các bạn đến với đêm bán kết thứ hai của chương trình Hãy Nghe Tôi Hát. Quý vị vừa đến với một sáng tác của Giao Tiên, bài hát được mang tên Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non, qua phần trình diễn của các ca sĩ Mai Quốc Việt, Trần Vũ, Võ Hà Trâm và Như Trang cùng vũ đoàn Chuông Gió. Xin được cảm ơn tất cả các bạn. Chương trình Hãy Nghe Tôi Hát do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với Chess Studio thực hiện. Đêm nay sẽ là đêm thi thứ 11, cũng là đêm thi bán kết thứ hai. Một đêm thi rất quan trọng, bởi vì sau đêm nay chúng ta sẽ biết được hai thí sinh nào sẽ tiếp tục đi vào vòng trong vòng chung kết và hai thí sinh nào sẽ có mặt ở vòng thi lội ngược dòng cùng với ca sĩ Cao Mỹ Kim và Nguyễn Lê Bá Thắng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, còn bây giờ sẽ là ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu danh ca Phương Dung.
cùng với danh ca Phương Dung. Chúng ta hãy cùng chào đón sự trở lại của vị giám khảo được yêu thích, đó chính là ca sĩ Trung Tử Lưu. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vị giám khảo chủ đề đêm nay, một giọng ca vô cùng ngọt ngào và những bài hát bất hủ. Xin được trân trọng giới thiệu danh ca Thái Châu. Với gần 50 năm đứng trên sân khấu, danh ca Thái Châu vẫn giữ vững phong độ của một ông hoàng nhạc thình. Một giọng hát mà mỗi lần cất lên đủ khiến mọi trái tim phải rung động trước những câu chuyện tình được kể qua mỗi bài hát. Ngay từ khi bước vào nghề hát từ cuối thập niên 60, Thái Châu đã ngay lập tức được nhiều nhạc sĩ để ý. Với phong thái thư sinh và giọng hát dường như sinh ra để hát những bản nhạc tình, nhiều bài hát đã được sáng tác ra chỉ để dành riêng cho tiếng hát ấy. Và Thái Châu đã là người đưa nhiều bản tình ca trở thành bất hủ. Người yêu nhạc trữ tình gặp ở Thái Châu tất cả những gì họ cần để có thể thưởng thức âm nhạc một cách trọn vẹn nhất. Giọng hát ngọt ngào, lối hát thủ thỉ tâm tình, hình ảnh đẹp và gần gũi như một người thân. Từ những bài hát đầu đời, vui tươi rộn ràng như Cô Thắm Về Làng, Cô Bé Ngày Xưa, đến những bản tình ca đầy tâm trạng, những chuyện tình nhiều cung bậc, tất cả đều được tiếng hát Thái Châu chuyển tải đến người nghe một cách đầy chân thành. Nhiều năm đã qua, hình ảnh và tiếng hát ấy đã trở thành kỷ niệm, thành ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Để rồi mỗi khi nghĩ đến những bản nhạc tình, thì ngay từ trong tâm tưởng mỗi người đã vang lên tiếng hát của Thái Châu. Trước hết, Thái Châu xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Hôm nay tôi rất là sung sướng, hạnh phúc và vinh hạnh được ban biên tập chọn đêm nay là cái đêm chủ đề những cái bài hát mà tôi đã hát trong nhiều năm qua. Thì không có gì ước muốn và hy vọng tất cả các ca sĩ trẻ của chúng ta hát hết mình, hát cho thật vui, làm sao mà làm vừa lòng tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở đây cũng như quý vị khán giả ở khắp nơi. Và ngày hôm nay là giám khảo chủ đề, không biết là anh sẽ khó tính gấp đôi hay là dễ đi một nửa à? Anh không có đặt cái vấn đề khó tính hay dễ tính. Anh là một vị khán giả cũng biết bao nhiêu khán giả ở đây. Thì nghiêng về cái chuyên môn chút xíu. Nhưng mà các bạn cứ hát như thế nào đó mà làm vừa lòng tất cả mọi người, vừa lòng giám khảo Phương Dung đây, vừa lòng giám khảo Trung Tử Lưu và vừa lòng thôi. Tôi cảm thấy trái tim của tôi nó nhói lên là tuyệt vời. Vâng, xin được cảm ơn danh ca Thái Châu. Xin được mời danh ca Phương Dung. Không biết rằng là chị có gợi ý như thế nào để các thí sinh hát trọn vẹn để được điểm cao từ phía danh ca Thái Châu không ạ? Xin chào tất cả quý vị. Phương Dung muốn nói là các em nên hiểu rõ bài hát, cái ý nghĩa bài hát mà mình sắp trình bày, để đừng có sai lời, để hát cho đúng tâm tình và cái câu chuyện mà người tác giả đã gửi gắm vào trong, từ nốt nhạc cho đến từng lời ca. Anh Trung Tử Lưu thân mến, anh có lời nào muốn nói với các ca sĩ trẻ để mà học hỏi những người đã đi trước không ạ? Xin mời anh. Xin thân ái kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa tất cả quý vị, thực sự là các em là những ca sĩ chuyên nghiệp để đến cuộc thi này, và tất cả ban giám khảo cũng chỉ là những người đi trước thôi. Giống như Trung Tử Lưu là một ca sĩ đàn em của những giọng ca để đời. Đó là những giọng ca mà được, theo Trung Tử Lưu nghĩ đó, là các em mà lên đây diễn và được các giọng ca mà gọi như là một đời rồi đó, họ ngồi họ chia sẻ và họ truyền thêm kinh nghiệm. Đó là những điều mà trong thế hệ trước mình không được điều đó. Trung Tử Lưu nghĩ đây là những cái bài học rất là quý giá từ những vị giám khảo như thế này. Và các em sẽ học được cái gì từ những vị giám khảo, từ những gì từ những tiếng ca thời trước, thì đó là những cái gì mà các anh chị giám khảo như là chị Phương Dung, anh Thái Châu, tất cả đều rút ruột, rút tâm huyết của mình ra để truyền cho các em. Với cái bản sắc của các em, cái bản, mỗi cái màu giọng của các em, mỗi cái cách suy nghĩ của các em, cộng thêm với kinh nghiệm của những người bậc đàn anh đàn chị trẻ như vậy, thì coi như là được học võ công bí kíp, coi như là số 1 rồi đó.
Thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyên Vũ cũng xin được trân trọng giới thiệu 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay. Mỗi khán giả đặc biệt tại trường quay khi bình chọn sẽ là 0,1 điểm. Tổng điểm của 100 vị giám khảo khán giả sẽ là 10, tương đương với một vị giám khảo chính. Ở các vòng thi trước thì danh ca Thái Châu luôn nhắc nhở các thí sinh và thậm chí là chỉ tuyệt chiêu làm sao để các bạn ấy có thể hát hay hơn và thuyết phục được ban giám khảo. Đêm nay các bạn ấy có áp dụng được những tuyệt chiêu này hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi nhé. Chúng ta sẽ đến với thí sinh đầu tiên, một người mà danh ca Thái Châu luôn dành những lời ngợi khen vì giọng hát hay của cô. Tuy nhiên, ban giám khảo cũng góp ý làm sao để hát hài hòa hơn cũng như là tinh thần của bài hát. Đó là ai? Mời quý vị hãy cùng gặp gỡ nhé. Tới những vòng này thì Như Trang sẽ trở về với những cái sở trường của mình để cho mọi người thấy được cái khả năng thực sự của mình. Chứ không phải là chỉ là một cô bé phá phách làm trò này kia ở trên sân khấu nữa. Anh chúc cho em đời yên vui đắm say. Anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay, một ngày nào đó dấu tình ta đã lỡ, một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi. Người thôi. Anh hát cho em dù lòng nghe xót xa, một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ. Thương dáng em cười như nụ mắt bờ môi. Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thăm, em nói một ngày chợt đến bỗng tình như đã lỡ, một ngày chợt đến bỗng đời như tan vỡ. Anh đã yêu em nhưng đêm buồn giá lạnh, và ai âu yếm hát những lời thiết tha chiều mê. Giờ đâu còn nữa, ngày vui đã hết, tình ta đã chết. Anh chúc cho em đời yên vui đắm say. Anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay, một ngày nào đó dấu tình ta đã lỡ, một ngày nào đó chợt đến bỗng tình như đã lỡ, một ngày chợt đến bỗng đời như tan vỡ. Ai đã yêu em nhưng đêm buồn giá lạnh,
còn nữa, ngày vui đã hết, tình ta đã chết. Anh chúc cho em đời yên vui đắm say. Anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay. Một ngày nào đó dẫu tình ta đã lỡ, một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi người thôi. Một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi người thôi. Thật là dữ dội. Một cái giọng hát và một cái cách hát đầy cá tính, đầy nội lực và rất là cảm xúc, rất là tốt. Đã kéo một cái làn hơi từ trước khi đồng quê qua đoạn B luôn, và qua lần sau lại lên tông luôn. Một cách nghe là vèo vèo như thế, lực lượng như thế. Quá là tuyệt vời. Đây là một cái bài hát mà nữ hát, lần đầu tiên tôi nghe nữ hát mà nó như thế đó, dữ dội như thế đó, đầy cảm xúc. Dáng dấp quá đẹp, giọng hát tuyệt vời, phần hòa âm cũng rất là quá xuất sắc. Nghĩa là riêng cái bài này cô Phương Dung đã có dịp nghe cô Lệ Thu hát bài của Ngô Thụy Miên. Bài anh Ngô Thụy Miên á, là hồi nào cũng giống giống như vậy hết. Nhưng mà cái đổi tông của Trang đó, là cô cho thêm 2 điểm nữa. Thấy chưa? Xuất sắc rồi đó. Anh rất là thích cách làm mới bài hát như thế này. Em đã làm đẹp một bài hát trữ tình mà em đã làm một cái mới, nó thổi vào một cái sức sống rất là kinh khủng. Không còn là trữ tình như ngày xưa. Trong bài này có một chút xíu hơi nhanh thôi, là bởi vì như em diễn tả được em vẫn hát rõ lời, nhưng thấy nó có hơi chút xíu bị dồn câu. Anh chỉ ước là nó chỉ chậm được chút xíu lại thôi. Nói về cái giọng ca của em thì không có gì để chê được hết, bởi vì em sở hữu một cái nội lực xuất sắc và em diễn trong bài này rất là tròn trịa từ đầu đến cuối. Vâng, xin được cảm ơn ca sĩ Trung Tử Lưu. Còn bây giờ sẽ là số điểm dành cho bạn. Xin được mời danh ca Phương Dung. Số điểm của ca sĩ Trung Tử Lưu. Nếu mà cho thêm được điểm thì anh sẽ cho em 15 điểm, nhưng mà không có 15 điểm nên tôi cho 1. Thưa quý vị, số điểm của danh ca Thái Châu giám khảo chủ đề chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Như Trang. Thưa quý vị, số điểm của khán giả tại trường quay dành cho Như Trang là 9,8. Chúc mừng bạn. Sau Như Trang, một cô gái thích phá cách, chúng ta sẽ đến với một chàng trai có một phong cách trữ tình đặc trưng, đó chính là Trần Vũ. Như Trần Vũ đã chia sẻ, từ khi chương trình Hãy Nghe Tôi Hát mùa 3 mới bắt đầu, đây là dịp để bạn ấy làm quen đầu tiên với những bài hát nhạc xưa, nhạc trữ tình, nhạc bolero. Và qua từng vòng thi, quý vị cũng thấy bạn ấy đã cố gắng như thế nào và đã gây bất ngờ cho tất cả chúng ta như thế nào rồi, phải không ạ? Đêm nay Trần Vũ sẽ chọn một ca khúc cũng rất là gai góc để trình bày. Thời có em anh yêu cuộc đời, yêu đôi môi hồng điểm nét son tươi, yêu đôi tay ngà làn má thắm, tóc xanh buông là lời nhớ em nhớ bao thời.
yêu cuộc đời. Yêu đôi môi hồng điểm nét son tươi, yêu đôi tay ngà làn má thơm, tấm xanh buông là lời nhớ em nhớ bao thuở ấy. Thuở ấy có em anh chưa từng sâu, đi âm thầm ngoài phố đêm thâu, chưa hoang mang lạnh ngoài bên vắng. Hay em về đâu cho đời mình thương nhớ nhau? Em giờ ra mai ngày đi kia thiếu trăng, cõi lòng anh yêu em. Từ lúc vắng em nên anh thường buồn, hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay ghi câu nhạc tình héo với tâm tư sâu đau kể từ ngày xa cách nhau. Kia thiếu trăng, coi lòng anh thiếu em. Từ lúc vắng em nên anh thường buồn, hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay ghi câu nhạc tình héo tâm tư sâu đau kể từ ngày xa cách nhau. Hãy ghi câu nhạc tình héo hắt với tâm tư sâu đau kể từ ngày xa cách nhau. Bài hát Thở Ấy Của Em, cái hòa âm rất là hay. Anh góp ý chỗ này, cái chỗ mà em feel, cái chỗ mà hay là chua xót, em kéo dài ra, chỗ đó là có cái dấu lặn đó, thì phải khớp với lại cái nhạc chút xíu nữa, chứ đừng có bị lơi ra, nó mất, nó hụt hẫng được cái chỗ đó. Là một cái nha, cái câu đầu Thở Ấy Của Em, anh yêu cuộc đời, chứ em hát cái Thở Ấy Của Em nó gấp quá. Tức là em vẫn còn cái máu nhà trẻ trong người của em, cái cách nhả chữ đó còn ở trong người của em. Thành ra nên để thông thả, cái nhạc trữ tình này mình thông thả hát, dàn trải cái cảm xúc ra là nó sẽ hay lắm, sẽ tốt lắm nha. Có hai chỗ đó thôi, giờ còn rất là tốt rồi. Cảm ơn đồng Vũ. Cái giọng của Vũ thì không có chê được, nhưng mà từ nhạc trẻ
mà con đổi qua để hát cái dòng nhạc trữ tình đó là cả một vấn đề. Cái bài Thuở Ấy Có Em vào năm 1963-64, nhạc sĩ Quỳnh Anh là người tác giả của bài hát này. Mỗi đêm cô Phương Dung đi hát với ban nhạc của nhạc sĩ Quỳnh Anh, đêm nào cũng nghe ảnh hát, mà ảnh hát rất hay cái bài này. Riêng cái giọng của Vũ cô không có phê bình nha. Cảm ơn em Vũ ơi, cái bài hát này là cái bài hát nuôi sống anh. Có nghĩa là anh là thế hệ sau của mấy anh chị, nhưng mà bài hát này là một trong những bài hát đi nuôi sống của anh. Tức là anh đã hát mỗi đêm luôn đó, hát ở đâu cũng hát được, và hát đến nỗi mà thuộc từng câu, từng chữ, từng cái nấc, từng cái thở, từng cái dấu, từng cái đó. Anh phải có lời khen là anh không ngờ là em hòa âm hay như vậy, và anh thật thích cái màu giọng của em cũng như cái giọng ngân của em, giọng rung tự nhiên của em hay lắm. Giọng của em rất là đẹp và rất là hay. Nhưng mà trong cái bài hòa âm đó, tự nhiên em có lấy một cái đoạn nhạc mà trong cái bài Tiếng Hát Bay Trên Thành Phố Bâng Khuâng, tự nhiên em bỏ một cái đoạn đó vô trong cái bài hát nhạc dạo của cái bài Thuở Ấy Có Em. Thí dụ như em bỏ một cái đoạn nhạc cổ điển vô thì người ta có thể là ok, cái này là cũng một cái ý tưởng của mình là lấy một cái đoạn nhạc cổ điển đưa vô cho nó hợp tình cảnh. Còn em chơi nguyên một câu của bài hát khác đem vô đây mà của một tác giả khác thì nó hơi ngược. Cái lỗi của cái phần hòa âm trong đó thôi, mình có thể sửa được. Em là một trong những người xử lý bài hát này mà anh coi là đẹp và được. Anh thấy em vẫn giữ được cái hồn của bài hát này rất là nhiều. Anh nói chung là anh hài lòng về cái bài hát này, ngoại trừ cái đoạn nhạc dạo thôi. Vâng, chúng ta vừa lắng nghe xong lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Vâng, xin được mời số điểm từ phía danh ca Phương Dung. 9,5, ca sĩ Trung Tử Lưu. Mời số điểm của danh ca Thái Châu chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời gian bình chọn dành cho khán giả tại trường quay. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Trần Vũ là 9,6. Chúc mừng bạn. Và người dự thi tiếp theo đó chính là cô nàng lắm chiêu Võ Hà Trâm. Nói rằng là cô nàng lắm chiêu bởi vì cô ấy có thể làm được rất nhiều thứ, chẳng hạn như là hát một bài hát nhạc nhảy thành một bài opera, một bài hát nhạc bolero trở thành một bài hát nhạc rock chẳng hạn, vân vân. Và đêm nay cô nàng lắm chiêu này sẽ làm gì để ghi dấu ấn của mình lên bài hát để thuyết phục được ban giám khảo? Chúng ta hãy cùng gặp gỡ Võ Hà Trâm. Khi mà bắt đầu cuộc chơi cho tới bây giờ là tập thứ 11 thì bất cứ lúc nào mà Trâm đứng trên sân khấu thì cái quan niệm của mình vẫn là mình cứ hát hết lòng, hát hết mình. Trước nhất là để mình thăng hoa đã, và cái thứ hai là để mang đến một cái tiết mục hoàn chỉnh và hoàn hảo nhất cho khán giả. Tất cả các bạn thí sinh đều hát rất là hay và mỗi bạn sẽ có một cái điểm mạnh của mình. Và quan trọng là mỗi người trong chúng tôi biết được cái thế mạnh và thế yếu của mình để mình đẩy lên hoặc là mình ếm bớt cái phần yếu của mình đi. Và còn một điều nữa là cái yếu tố may mắn. Cái yếu tố may mắn nó cũng là một trong những yếu tố quan trọng để giúp cho bạn có thể tỏa sáng hoặc thành công trong cái tiết mục đó hay không. Thì đối với Trâm thì cái yếu tố may mắn thì phụ thuộc, không phải do mình quyết định. Thì cái việc mà mình có thể quyết định được hay không là mình có hoàn thành tốt cái bài thi của mình hay không. Ơi dòng sông bây giờ tóc gió thôi bay, ơi mùa đông môi hồng chợt nhớ cơn say, chiều không chút nắng mây bay lặng lẽ bên đời, xa em đã mấy đông rồi, sông xưa buồn nhớ cánh chim trời.
chỉ còn lại mình em ngồi hát cùng dòng sông, chỉ còn lại mình em nhớ về một mùa đông. Ơi dòng sông bây giờ tóc gió thôi bay, ơi mùa đông môi hồng chợt nhớ cơn say, chiều không chút nắng bay bay lặng lẽ bên đời, sợ anh đã mấy đông rồi, sông xưa buồn nhớ cánh chim chờ. Biết mùa đông, tạm biệt ánh lửa hồng xa rồi vòng tay ấm. Mùa đông sẽ đi qua, rồi anh cũng đi xa, chỉ còn lại mình em ngồi hát cùng dòng sông, chỉ còn lại mình em nhớ về một mùa đông. Ơi dòng sông bây giờ tóc gió thôi bay, ơi mùa đông môi hồng chợt nhớ cơn say, chiều không chút nhớ buồn nhớ cánh chim trời. Ơi sông sông bây giờ tóc gió thôi bay, ơi mùa đông môi hồng chợt nhớ cơn say, chiều không chút nắng là cảm xúc dạt dào lắm. Trâm hát rất là tình cảm và cái sự sắp xếp cái cách để phù hợp vào cái tiết tấu này rất là phù hợp, tình cảm vừa phải mà rất là xúc động. Tim của tôi nó nhói nhói lên từng đoạn, những cái nốt mà Trâm hát cao lên cũng không mất đi cảm xúc. Và cái tiết tấu này, cái hòa âm này đúng thật là cái tấm thảm nhung cho bài hát này và cho võ Hà Trâm thăng hoa thêm nữa. Và tôi cũng nói thêm rằng mùa đông này tôi sẽ ở mãi bên em. Hỏi phải nói thì chúng ta thấy rằng võ Hà Trâm là một ca sĩ có nội lực. Tuy nhiên với anh á thì anh vẫn thấy rằng nếu võ Hà Trâm chú ý chút xíu nữa thì có thể hát hay hơn nữa bài hát này, còn đã hơn nữa. Đã rồi đó, nhưng mà anh tin rằng với sức lực của em và với cái những cái gì mà anh đã coi những cái vòng thi trước thì anh biết rằng em có thể hát hay hơn bài này gấp đôi nữa. Bởi vì những cái chỗ cảm xúc em hát có tình cảm, nhưng mà những cái chỗ mà A, B, C đó em càng ngày càng tăng lên mà được á thì nó càng hay hơn nữa. Phải nói rằng em là một ca sĩ rất là giỏi. Lần đầu tiên cô Phương Dung nghe bài hát này, thấy Châu hát, Phương Dung cũng chưa từng nghe. Nhưng mà với võ Hà Trâm, sắc đẹp có, giọng hát có, phần hòa âm có, 3-4 yếu tố
em đều có. Võ Hạ Trâm là có vóc dáng phải không? Ừ. Rồi có gì nữa? Có vóc dáng, có giọng hát. Rồi gì nữa? Phần hòa âm. Rồi gì nữa? Cái cách trình diễn. Rồi gì nữa? Còn một cái nữa mà chị ưa nói mà em ưa nhái đoan chị. Đoan trang. Đúng rồi, đoan trang. Rồi. Đó rồi. Cái chữ đoan trang là phải bẻ miệng vậy nó mới ra đó. Dạ, ngày hôm nay ban giám khảo dành cho Trâm những cái lời rất mà em cảm thấy rất là xúc động ạ. Số điểm của danh ca Phương Dung. Mời ca sĩ Trung Tử Lưu. Cô rất là xứng đáng được cái điểm này. Số điểm của danh ca Thái Châu chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời gian bình chọn của khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Võ Hạ Trâm. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Võ Hạ Trâm là 9,7. Chúc mừng bạn. Còn bây giờ sẽ là tiết mục đơn ca cuối cùng với dòng nhạc gắn liền với tên tuổi Thái Châu, chắc chắn sẽ không làm khó được Mai Quốc Việt phải không ạ? Tuy nhiên, như quý vị cũng biết, Mai Quốc Việt không bao giờ tự hài lòng với bản thân mình, luôn luôn tự làm khó mình bằng những thử thách. Chính vì vậy chúng ta sẽ xem rằng bạn ấy đã chọn cách thể hiện như thế nào một bài hát đã gắn liền với tên tuổi của danh ca Thái Châu. Nào, chúng ta hãy cùng nghe những tâm sự của Mai Quốc Việt nhé. Nhạc của anh Thái Châu thì có rất nhiều bài, nhưng mà Việt thì cũng chỉ chọn được một vài bài có thể là hợp với mình thôi. Bước vào cái vòng này thì Việt cũng cân nhắc lắm, khi mà mình chọn ca khúc nào để nó gần gũi với mình nhất và mình có thể đặt nhiều cái tâm trạng vào đó nhất. Còn về cảm nhận thì mỗi người sẽ mỗi khác, cho nên mình cũng không nói trước được điều gì. Mình chỉ biết là mình sẽ hát bằng tất cả những gì mình có và những gì mình trải nghiệm, những gì mình cảm nhận thôi. Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người, ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi. Người đời vô tình dẫm nát thân em, người đời vô tình giày xéo lên em, người đời vô tình giết chết đời em. Nhìn em tay nâng ly rượu môi cười
rơi, môi cười mà lệ như rơi. Trong xót xa đưa theo từng ngày lạnh lùng. Em ơi, em ơi, mai này đời sẽ ra sao? Từng mùa xuân buồn lòng vẫn cô đơn, từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi. Loài người vô tình, em sẽ về đâu? Đèn màu mờ mờ, sau những cơn say thay lòng mình vẫn bơ vơ. Và từng đêm về lòng vẫn cô đơn, và từng đêm về tình vẫn xa xôi, và từng đêm về lệ vẫn đầy vơi. Ta tin cho em, xót xa đưa theo từng ngày lạnh lùng. Em ơi, em ơi, mai này đời sẽ ra sao? Từng mùa xuân buồn lòng vẫn cô đơn, từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi. Loài người vô tình, em sẽ lòng vẫn cô đơn, từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi. Loài người vô tình, em sẽ về đâu? Đây là một bài hát mà Trung Tô Lu, một trong những bài hát ưa thích nhất. Trung Tô Lu cũng hát bài này rồi. Và cái người mà Trung Tô Lu ái mộ bài hát này ngay từ đầu đó là anh Thái Châu. Anh có đủ trải nghiệm để hát. Cái dàn dựng bài hát này thì Trung Tô Lu rất là thích. Phải nói rằng khi mà chuyển cái đoạn 2 qua Bossa Nova thì Mai Quốc Việt trở thành một người khác. Và đó mới chính là sở trường và sức mạnh của Mai Quốc Việt ở phần sau, chứ không phải phần đầu. Phần đầu thì dàn dựng nó ở cái điệu jazz á, thì hát theo Trung Tô Lu thấy rằng nó còn thiếu một cái gì đó, nó có cho mình cảm giác nó bị rời rạc. Nhưng đoạn 2 đó có nhạc nó vô, nó lắp rất là nhiều và nó cho cái tốc độ của bài hát nó nhanh lên, thì rõ ràng là lúc đó thì thấy Mai Quốc Việt rất là mạnh. Mạnh coi như là nếu mà đầu đuôi mà như vậy luôn thì không có đối thủ. Anh rất là thích thần thái của em khi em diễn, thần thái mà từ trong cái cánh gà đi ra, thần thái ngồi trong cái bóng thôi. Nhưng em giữ cái thần thái đó cho cái bản thân mình mà lại quên mất rằng mình đang kể một câu chuyện cho tất cả các khán giả. Anh mong chờ một cái ánh mắt của em nhìn xuống đây để diễn, để cho thấy cái sự tiếc nuối, một cái sự đau khổ dùm cho một người, một phụ nữ như vậy, và mình xót xa cho một cái phận đời như vậy. Cái đó là ý kiến của em. Giọng hát của Việt trầm ấm, một cái bài của nhạc sĩ Nhật Ngân viết không phải dễ hát, thấy dễ nhưng mà không phải dễ để lột tả cái tình cảm mà mình thương xót cho cái người kỹ nữ. Giọng hát em rất là đầm ấm. Cô thích nhất trong cái bài này là cái arrangement, nó thổi cái tiếng kèn, nó quá hay đi. Và khi cái bóng của em đi ra và cái người gây xa người ta ngồi ở trong đó, rồi khi trời mưa xuống em che cái dù, những cái hình ảnh đó rất là thương tâm, rất tuyệt vời.
Cảm ơn em. Cảm ơn cô. Lâu lắm rồi tôi mới được nghe lời cái bài hát này, là một người ca sĩ trẻ hát với lại một cái hoạt cảnh như thế này, mới mẻ và dàn dựng rất là tinh tế. Cái phiên bản này, cái quả âm mới này rất là hay. Nó tạo cho cái người nghe cái cảm giác rất là rây rứt. Tôi nghe việc khác mà tim tôi như là sát muối ớt đó. Câu nhìn nào? Em trong lòng mọi người. Câu đó tôi ưng ý. Những cái đoạn nhạc đầu mà rỉ rả, cái hòa âm đó làm cho người nghe nó rất xót xa. Nhưng mà việc khác làm sao mà nó xót xa thêm một chút nữa, thì nó sẽ tăng cái hiệu quả cảm xúc lên. Và cái sự dàn dựng giữa việc và bản diễn tuyệt vời, rất là hay, quá rất đẹp, là mới mẻ và tinh tế luôn. Xin cảm ơn danh ca Thái Châu. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Số điểm của danh ca Phương Dung 9,5. Xin được mời số điểm từ phía ca sĩ Trung Tử Lương. 9,5. Số điểm của danh ca Thái Châu chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Mai Quốc Việt. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Mai Quốc Việt là 9,5. Chúc mừng bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, còn bây giờ sẽ là phần trình diễn song ca. Như quý vị thấy ở tập 10 thì các thí sinh từ đối thủ đã bắt tay trở thành những người hát ăn ý với nhau như thế nào rồi, phải không ạ? Ngày hôm nay sau một tuần tập luyện với nhau thì tinh thần đồng đội đã lên cao như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem cặp đôi lần đầu tiên trình diễn với nhau trên sân khấu Hãy Nghe Tôi Hát. Đó chính là Như Trang và Trần Vũ. Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng, ngày hè bên em tình mình đến rất nhanh. Anh sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau, dồn dàng như đã dấu yêu từ thuở nào.
mắt anh em là tất cả, là niềm vui, là mong ước trong thoáng say. Em sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau, nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào. Anh đến với tất cả tâm hồn. Trong thoáng giây em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau, nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau, nồng nàn như đã dấu yêu. Lúc đầu tụi cưng hát không có mượt mà nha. Sao hai đứa tụi cưng cứ rớt tới rớt lui hoài vậy? Cô Phương Dung nhắc các em là ráng cố gắng. Cô biết là cái thời gian rất ngắn, ráng cố gắng và ráng làm sao phải thuộc. Nhưng mà chúc mừng là hai em làm tròn bài, chứ cô Phương Dung chưa nghe đã lỗ tai đó. Anh rất là tiếc hai em đúng là học tài thi phận. Bởi vì trong hai em, trong cái những cái bài cá nhân trước đó đó, là hai em mạnh vô cùng. Tuy nhiên cái sự kết hợp này trong cái bài này thì lại không tốt. Song ca cũng không phải là dễ. Cái sự kết hợp và cái sự hòa hợp với nhau đó, nó phải hiểu ý nhau nhiều và phải có một cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Thuộc hòa âm mới hát hay được, không thuộc âm làm sao mà hát. Cứ lo lắng ha, không biết chỗ nào vô nhịp nhàng, rồi bao nhiêu trường canh để vào. Nhắc nhở thôi, cái cuộc thi là phải vậy nha, cố gắng. Cũng xin chia buồn chút chút. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là số điểm dành cho Như Trang. Xin được mời danh ca Phương Dung. 9,5. Số điểm của ca sĩ Trung Tử Lưu, 9. Còn bây giờ sẽ là số điểm của ban giám khảo dành cho ca sĩ Trần Vũ. Xin được mời danh ca Phương Dung, 9,5. Ca sĩ Trung Tử Lưu, 9,5. Số điểm của danh ca Thái Châu chúng ta sẽ biết được của chương trình. Còn bây giờ là số điểm của khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho đôi song ca Trần Vũ và Như Trang. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của giám khảo tại trường quay dành cho tiết mục của Như Trang và Trần Vũ là 9,5. Chúc mừng hai bạn. Thưa quý vị, nếu như Như Trang và Trần Vũ là hai cá tính hoàn toàn trái ngược với nhau để mà kết hợp song ca, một người thì lúc nào cũng bùng nổ, một người thì trầm lắng và trữ tình hơn, thì cặp song ca sau đây sẽ làm cho khán giả rất tò mò. Bởi vì cả hai đều là những nhân tố thừa sức để làm nên sự bất ngờ dành cho tất cả chúng ta. Trong lần đầu tiên kết hợp với nhau, Võ Hạ Trâm và Mai Quốc Việt đã chọn một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương để mà trình diễn. Họ sẽ làm mới bài này ra sao? Chúng ta hãy cùng gặp gỡ Mai Quốc Việt và Võ Hạ Trâm. Chiều buồn
chân mòn, nhìn đôi chim lang thang, lang thang. Trời buồn, người càng buồn, cho mấy nước thêm bâng khuâng. Nhớ anh từng phút, mong từng giây, anh ơi. Biết rằng cuộc tình đầu thường gây bao thương đau, càng yêu nhau càng xa nhau mãi mãi. Thà rằng người đừng về cho nuối tiếc thêm dâng cao, để cho tình chết theo mùa đông. Sự hòa quyện rất tuyệt vời trong một tác phẩm của Lam Phương. Cả hai bên đều với cô Phương Dung đứng lên để vỗ tay và chào mừng một cặp song ca mới. Chúc mừng hai em.
Phải nói là nghe mà vừa sướng mà vừa cảm động nữa, là bởi vì cái sự kết hợp rất là tuyệt vời và đẹp. So với cái nguyên bản mà anh Thái Châu anh hát Chân Phương ngày xưa, nó có một cái tình cảm khác nó ra, nó da diết á, thì của em, hai đứa em thì lại cho thấy một cái sức trẻ nó rất là bốc lửa, và nó có một cái sự nồng nàn kiểu trẻ trung mà người nghe đó chấp nhận hết. Và anh cảm thấy rất là mừng cho hai em. Cảm ơn anh. Không biết nói gì hơn, tuyệt vời lắm luôn. Hai em nghĩa là kết hợp với nhau, hòa quyện với nhau từng giọng hát, từ ca từ, rồi sắp xếp những câu đối đáp với nhau rất là hợp lý, để cho hai giọng hát bay cao lên, có đức biểu diễn. Thật là một cái ý tưởng thông minh. Một lần nữa chúc mừng hai đứa, ôm cái coi. Hát hay quá. Đây là cái câu trả lời của tôi dành cho các em. Số điểm dành cho Mai Quốc Việt từ phía danh ca Phương Dung. Mai, ca sĩ Trung Tử Lương. Hôm nay thì phải nói là xứng đáng để cho Mai Quốc Việt. Mai. Còn bây giờ sẽ là số điểm của ban giám khảo dành cho Võ Hà Trâm. Xin được mời danh ca Phương Dung. Cô không có điểm nào khác hơn. Mai. Số điểm của ca sĩ Trung Tử Lương. Mai. Số điểm của danh ca Thái Châu chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là phần bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho phần trình diễn song ca của Võ Hà Trâm và Mai Quốc Việt. Thưa quý vị, số điểm của khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho tiết mục song ca này là 9,7. Chúc mừng hai bạn. Thưa quý vị, như vậy là các thí sinh cũng đã hoàn thành phần dự thi của mình rồi ạ. Còn bây giờ là phần trình diễn rất được mong đợi, đó chính là phần trình diễn của giám khảo chủ đề danh ca Thái Châu. Một bài hát rất nổi tiếng của hai nhạc sĩ Phạm Duy và Ngọc Chánh. Bài hát được mang tên Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang, qua phần trình diễn của danh ca Thái Châu. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với phần công bố kết quả. Như Trang, điểm của giám khảo danh ca Thái Châu dành cho bạn. Phần thi đơn ca 10, phần thi song ca 9,5, tổng điểm 77,3. Trần Vũ, điểm của giám khảo Thái Châu dành cho bạn phần thi đơn ca 9,5, phần thi song ca 9,5, tổng điểm 76,6. Mai Quốc Việt, điểm của giám khảo Thái Châu phần thi đơn ca 9,5, phần thi song ca 10 điểm, tổng điểm 77,7. Võ Hà Trâm, điểm của giám khảo Thái Châu dành cho bạn phần thi đơn ca 10, phần thi song ca 10, tổng điểm 79,4. Chúc mừng bạn đã là thí sinh có số điểm cao nhất trong đêm nay. Và xin được trân trọng kính mời lên sân khấu danh ca Thái Châu trao tặng phần thưởng nhất tuần cho Võ Hà Trâm. Một lần nữa xin được chúc mừng ca sĩ Võ Hà Trâm đã đoạt giải nhất tuần, và xin được cảm ơn danh ca Thái Châu. Thưa quý vị, như từ đầu chương trình Nguyên Vũ đã thông báo, đêm bán kết ngày hôm nay chúng ta sẽ biết được hai thí sinh nào sẽ bước thẳng vào vòng chung kết xếp hạng, và hai thí sinh nào sẽ phải thi tiếp ở vòng thi lội ngược dòng. Ngay sau đây chúng ta sẽ biết được kết quả. Người sẽ gặp gỡ Bá Thắng và Cao Mỹ Kim ở vòng thi lội ngược dòng, đó chính là Như Trang và Mai Quốc Việt. Xin được chúc mừng Võ Hà Trâm, Trần Vũ bước vào vòng chung kết xếp hạng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong đêm thi tiếp theo, đêm thi lội ngược dòng, chúng ta sẽ chứng kiến màn tranh tài của bốn thí sinh, đó chính là Cao Mỹ Kim, Nguyễn Lê Bá Thắng, Như Trang và Mai Quốc Việt, với những bài hát gắn liền tên tuổi của ca nhạc sĩ Đức Huy. Đêm thi lội ngược dòng hứa hẹn sẽ thật hấp dẫn và gây cấn, bởi vì chúng ta chỉ có một chiếc vé duy nhất để vào đêm chung kết.
Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với Jet Studio thực hiện. Còn bây giờ, Nguyên Vũ xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.